Kính chào quý vị và các bạn đến với tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 9 tháng 6 trên kênh YouTube Báo bóng đá. Trải qua gần 23 giờ bay, đội tuyển Việt Nam đã chính thức đặt chân tới Iraq và có buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu diễn ra. Tối ngày 8 tháng 6 theo giờ địa phương, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Basra để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển chủ nhà Iraq. Thầy trò huấn viên Kim Sang Sik quyết tâm vượt qua thử thách trên sân khách và hướng tới mục tiêu chiến thắng. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi ngoài việc phải đối diện với đối thủ được đánh giá có trình độ cao hơn và có lợi thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam còn phải sớm giải quyết bài toán về lệch múi giờ và điều kiện thời tiết mùa hè khắc nghiệt của Iraq với nhiệt độ cao điểm trong ngày lên tới 47-48 độ C. Ngay cả khi đội tuyển ra sân tập luyện lúc 20 giờ tối, nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở mức trên 40 độ C, rất nóng nực và gây cảm giác khó chịu. Mặc dù vậy, toàn đội vẫn giữ vững tinh thần và sự lạc quan để hướng tới kết quả tốt nhất trong trận đấu với Iraq sắp tới. Chia sẻ với các cầu thủ trước buổi tập, huấn luyện viên Kim Sang Sik nói, Tôi biết các bạn đang khá mệt mỏi vì vừa trải qua thi đấu và di chuyển chặng đường rất dài, nhưng chúng ta đến đây với hy vọng sẽ giành chiến thắng trước Iraq. Mục tiêu của chúng ta là rất rõ ràng. Vì vậy, tôi mong mọi người hãy suy nghĩ một cách tích cực, cùng đồng lòng đoàn kết. Tôi muốn các bạn hãy cố gắng quản lý bản thân, làm sao để hồi phục tốt nhất và có trạng thái tốt nhất khi bước vào trận đấu với Iraq. Chúng ta biết rằng đội tuyển Iraq vừa thi đấu ở Indonesia nên cũng có khó khăn riêng. Họ cũng giống chúng ta, cũng mệt mỏi. Đội bóng nào chuẩn bị tốt hơn, còn lòng khát khao cao hơn sẽ giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tạo nên kỳ tích. Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của khá đông truyền thông Iraq. Huấn viên trưởng Kim Sang Sik cũng vui vẻ dành thời gian để trả lời phỏng vấn nhanh của các phóng viên nước chủ nhà. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng các cầu thủ Iraq đang có nhiều lợi thế hơn so với cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, ông vẫn hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có màn trình diễn tốt trước đội tuyển Iraq. Tôi biết người dân Iraq rất hâm mộ bóng đá, trước trận chúng tôi sẽ phải đối diện với sức ép lớn từ 65.000 khán giả trong trận đấu sắp tới. Nhưng chúng tôi đến đây với niềm hy vọng rất lớn về một chiến thắng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành được kết quả tốt nhất viên Kim Sang-sik nói. Trong khi đó, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cũng thể hiện sự tự tin rất lớn trước các câu hỏi từ phía truyền thông Iraq. Đỗ Hùng Dũng cho biết, đội tuyển Việt Nam đang cố gắng để thích nghi với điều kiện thời tiết tại Iraq để có thể sẵn sàng bước vào trận đấu. Sẽ rất khó khăn cho chúng tôi khi thi đấu vào mùa hè ở đây. Độ ẩm thấp và mọi thứ đều khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có 4 ngày để điều chỉnh và thích nghi với tất cả mọi thứ." Chúng tôi biết Iraq là một đối thủ rất mạnh và có thể ở top 5 châu Á, dù vẫn phụ thuộc vào kết quả ở trận đấu giữa Philippines và Indonesia, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực thi đấu hết mình để có được kết quả tốt trước Iraq. Đỗ Hùng Dũng nhấn mạnh, là một trong những cầu thủ chơi trọn vẹn 90 phút trong trận lượt đi thua đội tuyển Iraq 23 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng đánh giá cao sức mạnh của đội bóng Tây Á. Iraq rất mạnh, đội tuyển Việt Nam đã biết điều đó, trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn, đội tuyển Việt Nam sẽ phải cố gắng thi đấu với tinh thần quyết tâm và sự tập trung cao nhất, Bùi Hoàng Việt Anh nói. Hậu vệ sinh năm 1999 cũng gửi thông điệp tới đông đảo người hâm mộ tại quê nhà. Cổ động viên là điều rất quan trọng đối với đội tuyển ở thời điểm này. Rất lâu rồi, đội tuyển mới có trận thắng. Hy vọng trận đấu sắp tới và trong thời gian sắp tới, đội tuyển sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ để có thể thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Vào ngày 6 tháng 6 vừa qua, đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Philippines. Cùng lúc đó, đội tuyển Indonesia nhận trái đắng khi thua 0-2 trước đội tuyển Iraq. Chính vì vậy, cánh cửa đi tiếp của thầy trò huấn viên Kim Sang-sik cũng hé mở. Đội tuyển Việt Nam đang đối mặt với vô vàn khó khăn nhưng vẫn có cơ hội mong manh để giành quyền vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước lượt trận sinh tử ở bảng F, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ ba với 6 điểm, kém đối thủ cạnh tranh Indonesia một điểm, hai đội cùng có hiệu số âm 2. Với việc ít điểm hơn đối thủ, nhiệm vụ của thầy trò tân huấn luyện viên Kim Sang Sik phải đạt đó là không được phép thua Iraq. Đây thực sự là nhiệm vụ vô cùng khó khăn khi đối thủ được đánh giá cao hơn và thi đấu trên sân nhà nhưng các chiến binh sao vàng không có lựa chọn nào khác là phải lập kỳ tích nếu muốn đi tiếp. Cụ thể trong trường hợp thắng Iraq, đội tuyển Việt Nam sẽ thẳng tiến vào vòng loại thứ ba nếu như Indonesia không thắng Philippines. Thậm chí đội tuyển Việt Nam cầm hòa Iraq vẫn giành quyền đi tiếp, nhưng với điều kiện Indonesia phải thua Philippines. Khi đó hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia cùng có được 7 điểm và hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đến đầu tiên. Tuy nhiên trong trường hợp Indonesia có được 3 điểm trước Philippines, đội tuyển Việt Nam sẽ phải dừng cuộc chơi ngay từ vòng loại thứ hai. Indonesia có lợi thế ở lượt trận cuối bảng F khi được thi đấu trên sân nhà Bung Karno khi đối đầu với Philippines. Họ cũng có tâm lý thoải mái hơn khi cuộc chạm trán này diễn ra trước trận Việt Nam gặp Iraq. Theo lịch thi đấu trận Indonesia Philippines diễn ra vào lúc 19h30 ngày 11 tháng 6, trong khi trận Iraq Việt Nam diễn ra vào lúc 1 giờ sáng ngày 12 tháng 6. Với chiến thắng trước đội tuyển Philippines, đội tuyển Việt Nam có những thống kê đặc biệt. Ngày 6 tháng 6 vừa qua, đội tuyển Việt Nam lội ngược dòng đánh bại Philippines 3-2 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, qua đó tiếp tục duy trì cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Theo tính toán của chuyên trang Football Ranking, chiến thắng trước Philippines sẽ giúp tuyển Việt Nam được cộng thêm 10,38 điểm và dự kiến tăng hai bậc trên bảng xếp hạng FIFA từ hạng 115 lên hạng 113 thế giới. Đang truy thắng lợi trước Philippines không chỉ giúp tuyển Việt Nam thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA mà còn lọt top 7 các đội tuyển tiến bộ nhất trong dịp FIFA Day đầu tháng 6 năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại. Theo trang Football Ranking, tuyển Việt Nam và tuyển Triều Tiên là hai đại diện duy nhất đến từ khu vực châu Á lọt vào danh sách này. Đội tuyển Triều Tiên cũng vừa có thắng lợi 1-0 trước Syria hôm 6 tháng 6, có đó được cộng thêm 15 điểm, dự kiến tăng 6 bậc trên bảng xếp hạng FIFA từ hạng 118 lên 112 thế giới. Năm đội tuyển còn lại cũng lọt top danh sách này đều đến từ khu vực châu Phi bao gồm Guinea được cộng 16,2 điểm, Ghana 15,3 điểm, Lesotho 14,8 điểm, Sudan 14,3 điểm và Madagascar 12 điểm. Tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á bằng trận làm khách của Iraq vào ngày 22 tháng 6. Đội tuyển Việt Nam hiện đang xếp thứ ba tại bảng F có 6 điểm và hiệu số bàn thắng thua là âm 2, ghi 5 bàn thủng lưới 7 bàn. Trong khi đó đội tuyển Indonesia có 7 điểm, chỉ số phụ là âm 2, ghi 6 bàn và thủng lưới 8 bàn. Có hai kịch bản có thể giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Một là nếu đội tuyển Việt Nam thắng Iraq, rồng vàng sẽ có 9 điểm. Nếu Indonesia hòa hoặc thua Philippines, họ chỉ có tối đa 8 điểm và tụt xuống vị trí thứ ba. Hai là nếu đội tuyển Việt Nam hòa Iraq, chúng ta phải chờ Indonesia thuộc Philippines, khi đó hai đội đều có 7 điểm. Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam sẽ nhỉnh hơn ở chỉ số phụ là hiệu số bàn thắng bại và có vé đi tiếp. Nhằm chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng, tuyển Iraq cũng có sự điều chỉnh cho cuộc tiếp đón này. Ngày 12 tháng 6, Iraq sẽ có cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam trên sân nhà tại lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước màn so tài này, hãng truyền thông WinWin -win cho biết huấn luyện viên Jesus Casas sẽ có nhiều thay đổi về nhân sự cho tuyển Iraq huấn luyện viên Kassas sẽ quyết định cho một số trụ cột nghỉ ngơi trong trận gặp tuyển Việt Nam. Ông ấy muốn đưa một số cầu thủ mới vào đội hình. Huấn luyện viên Kassas không nhắc tới những cái tên cụ thể, nhưng một số gương mặt như Mohamed Antay, Marco Fari và Ali Kadhim đang có cơ hội ra sân. Tờ Win Win dẫn lại phát biểu của một số quan chức trong Liên đoàn bóng đá Iraq. Nếu điều này là sự thật, đây chắc chắn là tin vui với tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới, bởi việc thay đổi nhiều cầu thủ trong đội hình xuất phát sẽ tạo ra những xáo trộn và cách vận hành lối chơi không còn liên mạch. Dù vậy theo hãng truyền thông Win Win, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn muốn có 3 điểm trước tuyển Việt Nam để duy trì thành tích toàn thắng ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Huấn luyện viên Jesus Casas muốn Iraq giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới nhằm nối dài chuỗi thắng đồng thời cải thiện thứ hạng FIFA. Ông Casas đã nói chuyện với các cầu thủ và khẳng định rằng chiến thắng là một điều tất yếu, bởi vì tuyển Iraq sẽ chơi trận cuối cùng trên sân nhà với sự cổ vũ của khoảng 65.000 cổ động viên. Một chiến thắng sẽ giúp người hâm mộ yên tâm hơn về đội tuyển quốc gia. Winwin -win viết. Hôm 8 tháng 6, tuyển Việt Nam cũng đã có mặt tại Iraq để hướng tới trận đấu diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Trận này đoàn quân áo đỏ bắt buộc phải giành điểm để nuôi hy vọng lấy vé vào vòng loại thứ ba World Cup 2026. Nhưng điều này cũng chỉ có thể xảy ra trong điều kiện Indonesia không thắng Philippines. Và đây cũng là thông tin đáng chú ý cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay, nhớ like, share và đừng quên subscribe kênh youtube Báo Bóng Đá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!